Xin chào bạn. Hôm trước chúng ta đã học bài 32 trừ 8. Giờ thì mình học bài khác nữa là 52 trừ 28. Kết quả của phép tính này có bao nhiêu vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình vào bài mới nha bạn. Mình có 5 mẫu que và 2 que lẻ. Bạn nhập số que này vào chỗ này đi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Từ 52 que này, mình sẽ bỏ bớt đi 28 que. Hãy xem thử bạn có thực hiện tách que giống mình không nhé. Có 2 que lẻ rồi. Phải tháo bó này ra để lấy thêm 6 que nữa. Đã có 8 que rồi. Giờ thì mình phải lấy thêm 20 que nữa mới đủ. Vậy thì mình sẽ lấy thêm 2 bó nữa. Mình đã bớt đi 28 que rồi đó. Bạn hãy đếm xem. Từ 52 que mà bớt đi 28 que thì sẽ còn bao nhiêu que vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Kết quả của phép tính này là 24 nhé bạn. Vừa rồi mình trừ với que tính. Giờ thì mình qua phép tính hàng dọc nhé. Viết 28 thẳng cột với 52. Mình sẽ trừ từ phải sang trái nhé bạn. 2 không trừ được 8. Lấy 12 trừ 8 bằng 4. Viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 5 trừ 3 bằng 2. Viết 2. 52 trừ 28 sẽ bằng 24 nhé bạn. Bài học đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo nhé. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi. Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, 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 bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đội tớ trồng được 92 cây. Đội tớ trồng ít hơn đội của cậu tới 38 cây lận đó. Như vậy, đội tớ đã trồng được bao nhiêu cây? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.